chào mọi người. Mình là Kala đây. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi cái chợ ở bên Nhật. Nhưng mà cái chợ ở Nhật thì nó ít mở ra chợ lắm. Chợ tụ họp vậy là tự phát vậy là lâu lâu mới có một lần. Còn thường thì người ta sẽ đi siêu thị. Đây là cái cổng vào của cái chợ này. Đây. Người ta bán giày dép đây. Này không biết mới không anh? Mới hả? Ta nhìn bên này. Đây đi từ từ thôi. Đây trong biển nó vậy. Trong biển nè, 1 sen. 1 sen là bao nhiêu tiền? 1 sen là 200 ngàn là được thôi. Một bịch nửa ký không? Đây, đồ chiên hôm nay đông quá ha. Đây, ở đây là trong cái sân của cái chùa nha mọi người. Nè, cái chùa hôm nay người ta làm gì nên là cũng cũng có nhiều người đi vô thắp nhang đồ lắm nè. Người ta bán bánh xung quanh đây này. Cái bánh đó hôm bữa em tưởng đâu là cái gì ngon lắm, nướng lên anh, nhưng mà nó là cơm kẹp lại xong rồi cái nướng lên cái quét tương đen 300 viên. 300 viên là 60 miếng á, một cái cây nhỏ. Đây khoai lang nướng nha mọi người, khoai lang nướng một củ 600 viên là 120 ngàn. Đây một củ, đây một củ cỡ như vậy là 120 ngàn. Nước trong lò than. Đây cái bánh này nè, mình ăn mình cũng hay ăn. Hồi xưa em đi làm hay ăn ghé vô đây em ăn sáng. À, 200 viên. Đợi chưa đi chút. 200 viên là 200 viên là 40 ngàn đó mọi người. Chảy trứng mà. Đi vô trong chợ đi. Anh đi trước đi. Cái ông bán hoa ở đây hôm nay nghỉ hả? Chợ đông không? Cái ông bán được mấy trái? Bà có anh lấy cái thử, thấy đồ ăn thử đi. Ăn thử đâu nè, cái cục này là đâu ăn thử đâu. Thử nhìn cân nó chứ mà thấy con gì cả ngon hả ông Thanh, ông ăn thử ông kêu ông ghiền. Hôm bữa mua 2 đứa không ghiền đâu. Ngon ha, anh qua coi cái qua coi khoai môn nè. Hành nè mọi người, 100 một bó hành 700 yên. 700 yên là 140 á, 140 ngàn một bó đó mọi người. Bên đây hành mắc lắm. Mấy củ khoai môn này khoai gì em? Khoai môn hả? Khoai môn chúa đó. Chúa.
hiểu không? Một hai muôn cái đó. Hai củ này nhiêu tiền? 350 là hai củ 350 thôi, có 7 ngàn, 71 ngàn. Có 70 ngàn thôi nhưng mà còn mấy củ nhỏ nhỏ nè, thấy không? Mấy củ nhỏ này mà tới 500 yên nè. Kìa, cà gót bự nha. Cà gót bự kìa. Củ bên đây người ta không có chuộng cái củ cái, hiểu không? Nên nó rất rẻ. 200 yên. Hoa nè vợ. Hoa này bên mình có nè. Hoa 100 ngàn một bó đó. Cây đó. Chuối đây, chuối. 200 yên. 200 yên được 700. 700. 200 yên được 700 à. Cà tím gỗ 500 yên là 100 ngàn. 100 ngàn 5 trái cà tím. Dưa leo 40 ngàn là 5 trái. 40 ngàn 5 trái. Nhưng mà chợ này là rẻ thôi mọi người. Rẻ hơn siêu thị. Rẻ hơn siêu thị. Là 10 ngày nó mới mở ra một lần nè. Cái này lúc này rẻ nè em. Lúc trước em nhớ không? 75 ngàn nhớ không? Đúng rồi. Gỗ nhỏ. Cái cây này là cái cây gì anh? Sâm gì anh? Cái cây này rễ sâm gì á? Anh không có biết luôn. 100 ngàn đựng rổ. Gỗ cũng không nhiều ha. Cái rễ đó. Nhánh này là đây mở cho chợ như vậy rồi giống như bên Việt Nam mình vui á, chứ ở bên Nhật comment. Không đường đắng quá. Không có đường không? Hỏi không cái nào có đường. Thôi thôi người ta thử cà phê ai uống đường em. Vậy hả? Thử cà phê uống đường nó đâu có ra vị cà phê. Nhớ lạc lạc. Cũng được. Trời. Này uống cà phê của Mỹ nè. Cái lạc quá em. Giống cà phê dở luôn. Thôi được rồi. Cái lần đầu tiên mình qua đây mình mua thử ăn mà cái mình về nhà mình tưởng đâu là nó là cái bánh đó mọi người. Tưởng cái bánh loại ăn. Mình tưởng đâu là cái bánh mình lại ăn xong cái mình đem về mình cắn một cái. Mình kêu trời ơi sao nghe mùi cá tanh quá. Đây vô cắn cơm. Cái đó là phải về phải nấu lên nữa. Tôm nè. Tôm 200 ngàn một con. Coi đi anh. Giờ là xuống còn 800 yên. Cái này nó bán dưa chua này chứ đồ chua em. Ở đây bán đồ chua nè. Anh thích ăn cái loại mà trứng tiếp đó, đó. Đậu đồng gánh cánh sen ha.
Thôi cái đó chua chua mà. Giống như vua chua bên mình vậy đó. Đây đậu nành. Ui mua chua cái. Hai 200 miếng một rổ. 40 ngàn một rổ. Một rổ nhỏ đó. Chắc được hai lạng quá. À, một sen tư là 230 được 3 trái nha. 240 được 3 trái bưởi nha nhỏ. Trời ơi, củ cải bự quá mọi người ơi. Đây chứ. Anh cầm cầm củ cải đó lên, cầm củ cải đó lên đi. Đây củ gừng nha mọi người. Được hai củ gừng 150 yên. 30 ngàn, hai củ gừng. Hai củ gừng. Hai củ gừng. Mình đi rồi. Mình đi xong rồi mình đi một vòng. Đây khoai lang nè, khoai lang của đây nè. Khoai lang 4 củ đó mọi người. 4 củ một rổ đó. 400 yên hả? 500 yên giảm còn 400 yên là 80 ngàn được 4 củ đó. 200 ngàn củ. 20 ngàn củ. Này cũng anh cầm cái trái nó lên đi, cầm cái trái nó lại cái trái nó là gì? Bố bố tao đang coi hai cái này là gì trời? Anh, giống cái củ gì cái mầm đó em giống kêu vậy ha? Để ăn hay để trồng á? Ăn á. 200 yên. Tỏi. Tỏi. Tỏi bột tỏi 100 ngàn. 100 ngàn. Còn tỏi bự này là như. Vô đâu? Vô chợ đỏ nó bán con bịch bự có 200 mấy à. Ở đây có cái rẻ hơn ở chỗ em, mình hay mua. Coi củ cái hình nhạy cảm của mệt quá đi. 200 yên cái này cứng cứng ha. Cái này sao? Có thấy cứng không? Cái này nhạt quá. Cái đó, cái đổ này nè anh. Cái đổ này. Rồi vậy là xong chợ rồi đó mọi người. Mình sẽ đi vòng trở lại để đi ra ngoài lấy ở nhà còn rau đó là nên là chợ chưa mua đâu, để tuần sau đi chợ rồi mua tiếp. Mỗi lần bán người ta chờ cái chục người á, người ta chờ để cho nướng bánh cho nó chín. Anh ta đứng ta chờ nè, lúc nào cũng đông à.
bánh nào? Cái bánh này là sự kiện của đây bên phải này. Đây hả? Ờ. Cái bánh kẹp này nè. Tôi cho một cái kẹp. Tưởng nó thật ha. Ờ. Ông chen rồi. Đó là cơm đó. Cơm cuộn đó. Cơm nắm rồi ép vô nướng lên xong nó quét từng đẹp. Xin chào. Xin chào. Hôm đó hình như lần trước mình cũng gặp đó em. Mấy người Nhật. Nhưng mà mình chưa khi nào mua gì không. Mấy người Nhật có nhiều nhiều người người ta cũng không biết được cái xã giao của gì. Tôi xin chào luôn, người ta cũng hay chọc mấy người Việt Nam. Sao nhìn mình cái là biết Việt Nam. Nhìn là biết liền chứ. Nhìn là biết rồi. Đi không cần quảng cáo luôn. Ba cô ra kia. Đi không cần quảng cáo. Năm trước em nhớ không? Ba cô ra kia. Đi không cần quảng cáo luôn. Là mấy người Nhật người ta biết là Việt Nam luôn. Đây rồi, bây giờ mình kết thúc chợ ở đây. Giờ mình chuẩn bị về, về đây mọi người ơi.